sáng cánh lá đang chờ. Bao buồn vui qua rồi, đưa con về với yên bình, với gia đình là nghĩa ân tình. Xin chào anh chị, lại là em Đình Hoàng Volvo đây ạ. Hôm nay Hoàng xin phép được gửi đến anh chị hình ảnh chi tiết nhất của xe Volvo XC60 màu xám nâu. Nội thất của xe là màu vàng amber. Mời anh chị cùng Hoàng chiêm ngưỡng ạ. Volvo XC60 màu xám nâu đang có mặt trực tiếp tại showroom Volvo Car tại địa chỉ 02 Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng. Nếu có thời gian rỗi, kính mời quý anh chị ghé qua tham quan lấy thử trải nghiệm xe. Xe hiện đang có sẵn giao ngay, cho nên nếu anh chị yêu thích cũng có thể đưa xe về nhà ngay trong ngày. Phần đầu xe Volvo XC60 nổi bật với lưới tản nhiệt được hoàn thiện bởi những thanh nan chrome dựng đứng. Logo Volvo tích hợp camera 360 độ được đính ở ngay chính giữa, toát lên sự sang trọng và gọn gàng cho xe. XC60 còn được trang bị bộ đèn full LED hình búa tho đặc trưng của hãng. Hệ thống đèn cũng có tính năng tự động pha cốt điều chỉnh ánh sáng thông minh. Volvo XC60 sở hữu phong cách thiết kế tinh tế theo kiểu Bắc Âu. Nổi bật trong phong cách thiết kế là những đường dập nổi nhẹ nhàng đang xen với những đường dập chìm, giúp cho thân xe của XC60 mang một diện mạo cân bằng và điềm đạm. Các chi tiết nẹp chrome sáng bóng cũng là một trong những điểm nhấn tạo nên sự sang trọng cho xe. Volvo XC60 được trang bị bộ mâm cỡ lớn lên đến 19 inch, cùng với đó là kiểu thiết kế phay xước kim cương tạo nên sự sang trọng và thể thao cho xe. Phần đuôi của XC60 cũng được hoàn thiện một cách gọn gàng, tinh giản và cao cấp với bộ đèn full LED kích thước lớn hình móc câu đặc trưng của hãng. Phần đuôi xe cũng được thiết kế ẩn đi ống bô tạo nên sự liền mạch và sang trọng cho xe. Cùng với đó là logo Volvo cùng dòng chữ B6 được mạ chrome cao cấp. B6 cũng là tên mã động cơ của Volvo XC60. Động cơ của Volvo XC60 cũng là một trong những động cơ mạnh nhất trong phân khúc hiện nay với sức mạnh lên đến 300 mã lực nhờ công nghệ pin hỗ trợ tăng công suất máy MyHybrid. Kết hợp với bộ siêu nạp Supercharge và công nghệ turbo tăng áp Turbocharge, XC60 cũng là một trong những mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, giúp cho xe có thể vận hành qua những đoạn đường xấu một cách dễ dàng cũng như tiết kiệm nhiên liệu trong những đoạn đường thuận lợi. XC60 cũng được trang bị hàng loạt tính năng an toàn như khung gầm được làm bằng thép boron siêu cứng, một loại thép thường được sử dụng để chế tạo xe tăng, 12 cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và cả phía sau, camera 360 độ, gương chiếu hậu tích hợp cảnh báo điểm mù và hàng loạt tính năng an toàn khác. Theo em Hoàng xin phép mời quý anh chị trải nghiệm không gian bên trong của Volvo XC60. XC60 mang trong mình phong cách thiết kế đậm chất Bắc Âu với đặc trưng là tối giản, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng. Toàn bộ ghế trên xe đều được bọc da Nappa cao cấp. Nappa cũng là một trong những loại da tốt nhất trên thị trường hiện nay với ưu điểm là bền màu, mềm mại và dễ vệ sinh. XC60 hiện đang có hai tùy chọn màu nội thất, đó là màu nâu maroon và màu vàng amber, cũng chính là màu anh chị đang trải nghiệm. Hai hàng ghế trước của xe còn được trang bị các lỗ thoát khí giúp làm mát cũng như sưởi lưng ghế. XC60 còn được trang bị ghế chỉnh điện 10 hướng với 3 khu vực vị trí, đó là lưng ghế, phần mông và đùi, giúp anh chị có thể dễ dàng điều chỉnh ghế vừa vặn với cơ thể mình nhất. Ngoài ra, xe còn có tính năng nhớ ghế 2 vị trí. Vô lăng của XC60 còn được tích hợp đầy đủ các nút bấm, giúp cho việc điều khiển xe trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Volvo XC60 còn được trang bị màn hình giải trí cỡ lớn lên đến 9 inch, có tích hợp tính năng Apple CarPlay. Mọi tính năng trên xe, anh chị cũng có thể điều chỉnh một cách dễ dàng trên màn hình này. Ví dụ như kiểm tra tình trạng trên xe bật camera 360 độ hay là điều chỉnh điều hòa làm mát ghế. Xe còn được trang bị cần số pha lê đến từ thương hiệu Oceanford, một thương hiệu pha lê nổi tiếng có lịch sử hàng trăm năm đến từ Thụy Điển. Sạc không dây của xe cũng được thiết kế ẩn bên trong lớp gỗ tạo nên sự sang trọng và tinh tế đậm chất Bắc Âu. Với chiều dài lên đến 2m865, chính vì thế anh chị có thể hoàn toàn yên tâm là xe rất là rộng rãi và thoải mái. Đối với những anh chị có chiều cao lên đến 1m8 thì vẫn có thể duỗi chân một cách thoải mái. Không chỉ vậy, hệ thống cửa trên XC60 cũng khá là chắc chắn và hoàn thiện tốt. Bệ tì tay ở cửa cho khách và người điều khiển xe đều được phủ da mềm mại sang trọng. Điều hòa 4 vùng độc lập, cùng với đó là cửa sổ trời panoramic cũng được xem là một trong những điểm cộng mà không có nhiều mẫu xe khác trên thị trường có được. XC60 cũng là một trong những mẫu xe hiếm hoi trên thị trường được trang bị hệ thống lọc không khí có khả năng lọc được bụi mịn lên đến 2.5 PM. Thêm vào đó, XC60 còn được trang bị 15 loa có công suất lên đến 1.100W đến từ thương hiệu Bauer Wiskin, một thương hiệu loa cao cấp đến từ Anh Quốc, giúp cho những phút giây ngồi trên xe Volvo XC60 là những phút giây giải trí nhất. Không gian nội thất của xe XC60 cũng được tô điểm thêm sự sang trọng nhờ các chi tiết gỗ ốc chó cao cấp hoàn toàn tự nhiên. Volvo XC60 có kho hành lý khá là rộng rãi, khi ở chế độ mặc định đủ 5 ghế thì dung tích lên đến 613 lít. Hoàn toàn phù hợp để anh chị có những chuyến vi vu cuối tuần một cách thoải mái. Nếu cần thêm không gian, anh chị cũng có thể gập hàng ghế thứ hai. Xe có 3 chế độ gập, đó là 40, 60 và gập luôn toàn bộ ghế.
Vậy anh chị nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới để cho Hòn biết nhé. Volvo XC60 hiện đang có chương trình ưu đãi cực kỳ tốt. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ với Hòn thông qua số 0935 384 222. Đình Hòn Volvo, an toàn, uy tín. Tiếp theo, Hòn xin phép mời quý anh chị chiêm ngưỡng Volvo XC60 B6 Ultimate màu xám nâu Platinum Grey, nội thất vàng Amber một lần nữa. I need you to hear, and don't show any.